đi thót thêm bạn mới vui phơi phới. Biết đến BeTalk qua một lần lướt web vô tình nhìn thấy thôi, rồi thấy kêu gọi thử vào thấy cũng hay cho nên bắt đầu sử dụng thường xuyên. Thì nếu mà được dùng ba từ để miêu tả về Club My Friends của mình thì bạn sẽ dùng ba từ gì ha? Vui vẻ, thân mật, hòa đồng, giúp đỡ và hãy quan tâm đến nhau. Bạn có thể kể cho mình nghe một cái kỷ niệm nào đó ở trong club của mình được không? Trong một lần đi off đi về cả đám đang đi vô tình trời mưa ướt hết, mọi người đều trú rồi nhưng cả đám đều ốm hết sạch hết. Kỷ niệm của em là mỗi tuần đều đi